Anh ạ. Ờ, anh đợi lâu chưa? Anh mới ra thôi. Ủa mà anh đến đón em thôi à? Anh đang đâu? Giờ chủ tịch đang tiếp khách, bây chúng ta về nhà nhé. Ok. Chuyến bay thế nào rồi em? Bay người khác thì được, chứ bay máy bay em thấy hơi đuối. Thế đợt này về em có dự tính làm gì không? Có chứ anh. Chơi đã. À hay tối anh em đi chơi nhá. Để em đặt lịch luôn. Em biết mấy chỗ này hay lắm. Thôi, giờ mình về đã. Mình về đâu hả anh? Về homestay mới của nhà mình. Đi thôi. Đi vào nhà thôi. Lên cơ đấy. Ừ, chuyện. Ê ông anh thấy khu homestay mới của em thế nào? Đẹp không? Ok, đẹp đấy. Hôm nay sẽ đưa cả nhà lên đây chơi. Ừ. Anh à, em về rồi đây. Anh họ à, hai bác khỏe không anh? À, hai bác cũng khỏe. Mới về đây à? Dạ vâng. Dạ, chuẩn bị tốt đấy. Anh à, em về rồi đây. Ừ, về rồi đây à? Giờ này anh ra chơi ở bia à? Tí anh em làm trận ăn tiền nhá. Thôi, để sau đi. Anh đang có chuyện muốn nói với em đây. Mình đi lên nhà đi. Ơ, có chuyện gì mà anh căng thẳng quá vậy? Anh nghĩ là em lại làm mọi người thất vọng rồi đấy. Thôi có chuyện gì thì anh nói luôn đi. Tí em có hẹn với bạn. Giờ này mà em vẫn còn đi chơi được à? Số tiền em phung phí trong mấy năm đi du học bằng người khác sống cả đời đấy. Từ trước đến giờ em chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ, gia đình. Tất cả mọi người đặt niềm tin vào em. Vậy mà có tấm bằng cũng không lấy được. Thế mà em cũng đòi đi chơi à? Anh hơi bị coi thường thằng em anh rồi ấy. Em mày thằng bất tài vô dụng đâu. Mày... Nếu mày không phải em tao thì thử xem ngoài kia có ai tốt với mày không. Được, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Kể từ giờ mày sẽ không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào của gia đình nữa. Để xem ra ngoài mày làm được gì. Bác Việt Nam, sao lại gắt nó thế? Nó trẻ con mà. Nghĩa à? Nó là em tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi. Có gì ông theo dõi nó giúp tôi nhá. Có vấn đề gì gọi cho tôi ngay. Tôi hiểu rồi. Alo ông à, ông bạn thân của tôi. Tôi mới về nước. Ờ, tôi bảo này, tôi vừa cãi nhau với ông anh. Có tiền không cho tôi vay ít, khi có tôi trả. Ờ, tiền á, dạo này tôi cũng kẹt quá, chắc là không có đâu ạ. Alo Long à, có tiền không cho tôi mượn ít, kẹt quá. Chiếu ra được cam mà cũng phải đi vay tiền á. Nhưng mà tôi mới đầu tư vào cổ phiếu xuống nhiều quá ông ạ. Thôi ông thông cảm nhé. Tôi bận tí. À, còn thằng Hiếu, thằng em kết nghĩa của mình. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Do thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại đang bận hoặc không nhất.
làm từ sáng giờ được có vài đồng. Đúng là kiếm tiền không dễ như mình nghĩ. Xe ôm không chị ơi? Chị gì ơi? Sao nghe giọng quen quen? Ồ, ai đây? Cũng lâu lắm rồi nhỉ? Thì ra là em à? Giờ em thế nào? Tôi thế nào ấy? Chả liên quan đến anh. Một cái thằng xe ôm như anh ấy không đủ tư cách để nói chuyện với tôi. À, thôi chết. Tôi phải đứng xa xa một tí, không mọi người lại tưởng mình quen nhau thì ngại lắm. Em nói gì vậy? Anh không nghĩ em là một người như thế. Sau vài năm mà em thay đổi nhiều thế. Thay đổi á? Anh cũng thay đổi mà. Anh nhìn lại cái bản thân mình đi. Mặc quần áo thì rách dưới, đi xe cà tàn lại còn chạy xe ôm nữa. Thu nhập ý, chắc chỉ được vài ba đồng, không bằng người yêu tôi ăn sáng uống cà phê. Tôi làm xe ôm thì làm sao? Tôi cũng làm bằng chính sức lao động của mình mà. Ngày xưa cũng hên là tôi bỏ anh, chứ lại bất tài vô dụng như anh làm sao lo được cho tôi. Cũng may bỏ anh xong tôi gặp được một người vừa giàu vừa tốt, lại là trưởng phòng nhân sự của một công ty lớn. À anh yêu, em đợi anh có lâu không? Xem em nói chuyện với thằng này. Làm phiền em à? Anh cho nó một trận nhá. Người yêu cũ em ấy mà ngày xưa em có yêu anh ta đất đâu. Anh ta nói nhà anh ta điều kiện, mà anh nhìn kìa, trong cái bộ dạng bây giờ xem có chấp nhận được không? Bộ dạng làm sao? Cô hơi quá rồi đấy. Mày không nghe người yêu tao nói à? Mày nhìn lại mình xem. Đi con xe gạt tàn. Mày biết là gì không? Con xe của tao ấy gấp chục lần con xe của mày. Tao mà là mày ấy, tao cút ra khỏi đây lâu rồi. Đồ góc ghẻ. Ông nói ai là đồ góc ghẻ? Tao nói mày đấy. Mày không nghe đấy à? Không biết. Nhóm bạn ngày xưa cùng lớp có biết anh ra nông nỗi này không nhỉ? Tạo dáng để tôi chụp một cái up lên mạng cho mọi người cùng xem nhé. Cô làm gì vậy? Dừng lại ngay. Thôi, không đôi co với nó làm gì. Bọn mình bố thí cho nó vài đồng cho nó khuất mắt đi. Tôi không xin tiền của hai người. Mà hai người lấy cái quyền gì mà dám nói tôi như thế? Tao quyền gì á? Xin giới thiệu, người yêu tôi là trưởng phòng nhân sự của công ty GKM đấy. GKM á? Dù mày là ai đi chăng nữa thì cũng không được nói người khác như thế. Tao ấy, trưởng phòng nhân sự của GKM. Tao thích ai thì tao tuyển, tao ghét ai thì đuổi. Có kẻ sơ hôm như mày, làm sao mà biết được GKM? Gia đình mày ấy thật là vô phúc khi có được một thằng con bất tài vô dụng như mày. Tao kinh. Mày nói tao thì được, nhưng đừng nhắc đến gia đình của tao. Cái gì? Tao là phải sợ mày á? Mày gọi cả nhà mày ra đây. Mày đụng đến ai thì đụng, đừng đụng đến gia đình của tao. Tao thích động gia đình của mày đấy. Nhỏ con như mày á, đi bật tao á. Dừng lại. Alo Nghĩa à? Nam à, Hoàng có chuyện rồi. Cái gì? Hoàng đang bị đám bạn sỉ nhục, tưởng anh nghe không? Thôi được rồi, đợi tôi nhé, tôi đến ngay. Chào trưởng phòng nhân sự Hiệp. Dạ. Đây là Hoàng, em trai của tôi. Thật vậy chủ tịch, nhưng tại sao có thể chạy xe ôm ạ? Cho em xin lỗi. Xe ôm cũng một nghề nghiệp, tại sao cậu lại coi thường người khác coi vẻ bề ngoài của họ? Cậu là một trưởng phòng nhân sự cơ mà. Tôi nghĩ là cách cư xử của cậu không xứng đáng là một trưởng phòng nhân sự của công ty RKM đâu. Dạ, chủ tịch cho em xin lỗi. Thực sự là em không biết đây là em sai của chủ tịch. Em và bạn gái em cũng chỉ đùa chút cho vui thôi, chứ thực ra bọn em cũng không có ý coi thường ai đâu. Chúng tôi biết tất cả mọi việc rồi, cậu không còn phải thích. Thôi cho em xin lỗi. Ở đây có cả phó chủ tịch và chủ tịch. Em xin hai anh cho em một cơ hội nữa. Cơ hội là do mình tạo ra. Em đã đánh mất cơ hội của chính mình rồi. Dù là bất cứ ai, họ cũng có quyền được tôn trọng, cho dù tình trạng tài chính và địa vị của họ ra sao. Bởi vì đó là quyền cơ bản của mỗi người. Anh à, sao anh lại đến đây? Vì anh là anh trai của em Hoàng ạ. Anh à, em sai rồi. Đúng là tiêu tiền thì dễ, nhưng kiếm tiền thật khó anh ạ. Em trai, trong cuộc sống mình phải luôn cố gắng và nỗ lực để có thể tự giúp đỡ được chính mình. Anh biết là em đã dám tự thử thách bản thân
kể từ khi em bước ra khỏi căn nhà đó, anh tin là em sẽ sớm làm được thôi. Sau này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì gia đình vẫn sẽ luôn bên em. Mình về nhà thôi em. Anh Nghĩa, anh xin anh hãy cho em một cơ hội nữa. Cậu tự xem là mình đi. Xin chào các bạn, mình là Hoàng, còn đây là anh Chủ tịch Nam. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi The Common Team trong thời gian vừa qua. Và nếu có gì sai sót thì mong quý vị các bạn bỏ qua cho bọn mình. Và mong các bạn tiếp tục đồng hành với bọn mình trong thời gian sắp tới. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến khu homestay Sóc Sơn Riverside đã tài trợ cho video ngày hôm nay. Và nếu như các bạn quan tâm tới khu homestay Sóc Sơn Riverside, các bạn có thể xem thêm thông tin ở phần description của video này. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào.